Kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu ngày 13 tháng 10 2023, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hội Doanh nhân Thái Bình miền Nam tổ chức ngày hội chia sẻ thông tin và kết nối giao thương nhằm tạo cơ hội giao lưu kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp doanh nhân Thái Bình tại các tỉnh thành khu vực phía Nam. Với vai trò là cầu nối các doanh nghiệp doanh nhân là con người quê hương Thái Bình sống và làm việc tại các tỉnh thành phía Nam, sự kiện lần này không chỉ là sợi dây kết nối tình đồng hương của những doanh nhân quê Thái Bình, mà còn là nơi tìm kiếm những cơ hội hợp tác giao thương. Chương trình thu hút hàng trăm doanh nhân đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng tham gia chia sẻ thông tin, kết nối giao thương, trao đổi cơ hội kinh doanh, kết nối hợp tác cùng nhau. Các em nó tổ chức được như thế này là mừng lắm, tốt lắm, và nó kết nối được những người con Thái Bình, thậm chí là cả những cái doanh nghiệp ở bên ngoài nữa, thì phải nói là tuyệt vời thôi. Thời gian qua, các doanh nghiệp hội viên đã tích cực đóng góp, tài trợ, kêu gọi ủng hộ cho các chương trình từ thiện xã hội. Dịp này, hội đã phát động chương trình chuyến xe Thái Bình yêu thương, tặng 500 vé xe cho công nhân, người lao động quê Thái Bình có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Kính chào quý vị! Hôm nay thứ Sáu ngày 13 tháng 10 2023, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hội Doanh nhân Thái Bình miền Nam tổ chức ngày hội chia sẻ thông tin và kết nối giao thương nhằm tạo cơ hội giao lưu kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp doanh nhân Thái Bình tại các tỉnh thành khu vực phía Nam. Với vai trò là cầu nối các doanh nghiệp doanh nhân là con người quê hương Thái Bình sống và làm việc tại các tỉnh thành phía Nam, sự kiện lần này không chỉ là sợi dây kết nối tình đồng hương của những doanh nhân quê Thái Bình, mà còn là nơi tìm kiếm những cơ hội hợp tác giao thương. Chương trình thu hút hàng trăm doanh nhân đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng tham gia chia sẻ thông tin, kết nối giao thương, trao đổi cơ hội kinh doanh, kết nối hợp tác cùng nhau.